Sải tay mình. Đang lang quán đây giùm tôi không? Đụ mà cái này bị đứa này cầm quán rẻ. Đó quán đây. Tiếng bên đã lên hàng này. Cà mày nha mọi người. Một em giữa. Một em giữa này có phải đang lao chạy rồi. Cầu đứng về xuống quán. Ai một em giữa đó nó chạy kìa. Câu nữa lấy giật giật thôi, con này lấy giật giật, lấy cái giật chạy nó lông, lấy cái giật chi nữa giữa bà con này, lấy giật đi, bao lấy giật á, câu nó nhỏ mà. Đâu con cái là tiếng bay mọi người nha. Đây. Một con. Quá chụp vậy. Chụp một đang qua đi đây. Đây là cái dũa mọi người nha. À, biết rồi. Đây là cần thủ khâu trần nè. Có to lắm mà lông đi. Còn đó chứ lo gì. Có nó kho đủ rồi. Có cày nữa, có cày đâu. Đây. Đây là một con cá dũa mọi người nha. Biết đâu. Rất là tuyệt vời mọi người ạ. Nhìn cái hầm răng cá dũa này đó mọi người. Đây. Đó, thấy chưa? Nó này cận cảnh mọi người ạ. Nó. Đó. Rất tuyệt vời. Còn không. Lấy lại đi. Ô còn còn. Từ thỏ ra anh Phước. Cái
Bao nhiêu? Đâu, cái to đấy này. Đây mà đừng có vụ làm em ngay. Đây, không đâu. Đây, nó có này, có này. Trước đầu, đây. Mà cái màu bao. Đây. Mình làm con có nha mọi người. Con này khá là to. 1 gram. 2 gram. 3 gram. 4 con tay mọi người ạ. Ai có đục không này, kinh khủng nha. Đó, mày đóng có đục rồi. Đóng có đục rồi. Dĩ nhiên có đục chả. Ồ, quen có đục đại rồi. Mình đục dĩ xe chứ. Đây, đào đi nấu canh nha mọi người. Còn cái hình này là nướng. Đây, quen có đóng có đục. Đây. Tuyệt vời nha mọi người. À, bắt đầu chế biến này.